Xin chào tất cả các anh chị Hoa Lan nha. Hôm nay em có hàng mới về á, và có một vài mẫu hoa mới cách lớn và cách mini á. Em mới về mẫu mới, em làm một cái video lên cho anh chị mình cùng sưu tầm nha. Đầu tiên là một cây Hatia Lai Marison, cây màu hồng có hai cái mắt vàng ở cánh rất là đẹp luôn nha anh chị, rất là lạ. Đó, anh chị xem nè. Đó, mẫu hoa này, hoa này là hoa nở tại vườn nhà em. Hoa này là hoa trước kia nở tại vườn nhà em rồi, hiện nay có cái cây hàng bán hàng Thái Lan làm cây về bán á. Thì em bán cho anh chị mình cùng sưu tầm cái mặt hoa mới này nha, Hatia Lai Marison. Cây bán là cây trưởng thành rất là đẹp nha anh chị. Đây là cái hoa cách lớn nha, hoa to nha. Đây, cây trưởng thành như thế này nha anh chị. Size này là size mới trưởng thành thôi, là lên thêm thân mới là có thể cho hoa nha anh chị. Vừa mới trưởng thành là mình trồng lên thêm một thân mới hoặc hai thân nữa là sẽ cho hoa, để cho hoa bói nha. Nó rất là đẹp luôn, cây rất là khỏe. Giá chỉ có 130.000 một cây thôi. Và mình mua hai cây này sẽ có giá là 250.000 và em bao ship luôn nha anh chị. Ở giá là chỉ có 250.000 hai cây thôi, và mình có thể mix kèm với lại một số cái mặt hàng hoa mà hôm trước em có thanh lý á, thì mình có thể chọn kèm thêm cái những cái màu hoa ở đó để mình chưa có, thì mình có thể chọn kèm thêm để mình được bao ship nha. Đó, thì hai chậu là giá chỉ có 250.000 và em bao ship, thì mình mua lẻ một chậu như thế này thì giá là 130.000, và cây bán thực tế là size cây cỡ như thế này nha. Đó, anh chị mình xem kỹ nha. Đó, em đưa cho anh chị mình xem kỹ là size cây bán là trung bình của em là như thế này, giá chỉ 130.000 một chậu thôi. Mình yêu thích cái mặt hoa Hatia Lai Marison này á, thì mình chốt Hatia Lai Marison, hoặc là mình thấy chốt là màu hồng có hai mắt vàng ở cánh nha anh chị. Hoặc mình có thể chụp hình mẫu hoa nào mình gửi qua Zalo số 0933124442 của em để mình đặt hàng nha. Nói nhiều khi mình không có nghe kịp tên á, thì mình có thể đặt hàng qua Zalo, mình chụp hình mẫu hoa mình gửi qua Zalo cho em nha. Hoặc là mình có thể gọi điện trực tiếp cho em, mình mô tả cái màu hoa của em giới thiệu cho mình á, để mình đặt hàng nha. Giá rất là mềm, hôm nay em nhập về giá cách thì da cây kết. Giá rất là mềm nha, để cho anh chị mình cùng sưu tầm. Đây, tiếp theo lên cho anh chị mình một cái cây màu vàng lưỡi đỏ, hoa cánh hoa khuôn hoa rất là tròn, lưỡi cũng tròn. Đó, nhìn khuôn hoa rất là đầy đặn, rất là tròn nha anh chị, rất là tròn trịa. Cây này á, hồi trước em bán là cây Chung Di Ra Gen 24. Và cái dòng Chung Di Ra Gen 24 thì được đặt tên chung là dòng Nacon Chơi Sĩ. Nacon Chơi Sĩ Delay, thì hôm nay cái cây này nó có tên riêng của nó là Nacon Chơi Sĩ Delay Ra. Đó, là con trai sĩ đi lai ra. Đây, chọn cây rất là khỏe, rất là đẹp nha anh chị. Đó, cây rất là xanh mướt, rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đó, anh chị mình xem cây em bán nè, rất là đẹp luôn nha anh chị. Đợt này về lô hàng cây rất là đẹp luôn, giá chỉ có 130.000 thôi. Giá siêu mềm cho mình sưu tầm luôn. Và mình mua hai chậu là giá chỉ có 250.000 mà em bao ship luôn nha anh chị. Hai chậu là chỉ có 250.000 thôi mà em bao ship. Mình mua lẻ một chậu như thế này thì 130.000. Đó, và phí ship bên em là 30.000 một đơn nha anh chị. Ở phía ship đồng giá là 30.000 và mình mua hai chậu hẹn bao ship cho mình luôn, giá rất là mềm luôn. Nacon Chơi Sĩ Delay Ra, hoặc là mình có thể chốt là cây Nacon Ra, hoặc là màu vàng lưỡi đỏ tròn nha anh chị, giá 130.000. Đó, rất là đẹp luôn. Mình sưu tầm thì mình nhanh tay mình gọi điện cho em này, hoặc là mình nhắn tin qua Zalo số 0933124442 của em mình đặt hàng nha. Hôm nay về cây rất hoa rất là đẹp, mà cây đẹp mà cho anh chị mình cùng sưu tầm. Anh chị mình thích cái màu nào thì mình nhanh tay mình đặt hàng nha. Mình cứ gọi điện trực tiếp cho em này, hoặc là mình có thể nhắn tin qua Zalo, hoặc mình chụp hình mình gửi qua Zalo cho em cái mẫu hoa mình muốn đặt, rồi cho em địa chỉ số điện thoại em sẽ gửi hàng cho mình nha. Đó, hôm nay mình cứ mua hai chậu rồi em sẽ bao ship cho mình, hoặc là mình có thể mix chọn với lại cái combo chung với lại hôm trước em có sale hàng cách tay da hoa lớn với lại hoa mini á, thì anh chị mình có thể chọn kèm với những cái mẫu hoa đó. Nếu mẫu nào mình chưa có mình thích á thì mình gửi kèm thêm, mình chọn kèm thêm những cái mẫu đó nha, thì mình sẽ được bao ship luôn. Đây, tiếp theo là một cái thằng mini màu đỏ rất là đẹp luôn nha anh chị, hoa chùm màu đỏ siêu cưng luôn, bụi rất là đẹp luôn nha anh chị. Đây, bụi rất là nhiều thân, rất là đẹp, giá chỉ có 130.000 một chậu thôi, mua hai chậu là 250.000 bao ship luôn. Ở hôm nay là giá vừa mềm mà còn khuyến mãi bao ship cho anh chị hai chậu nữa, cho nên là anh chị mình mua những cái mặt hàng mà em bán combo mà hai chậu như thế này á, thì rất là lợi luôn nha anh chị. Bình thường những cái cây mà giá mà những cây trước em giá mà bình thường em nhập á, thì những màu khác á, thì giá đã 100+ một cây rồi, mà mình mua 3 cây mới được bao ship. Thì hôm nay những cái mặt hàng mà giá rẻ như thế này nè, thì hai chậu là mình được bao ship rồi. Cho nên anh chị mình yêu thích á, thì mình nhanh tay mình đặt hàng để mình chốt hàng, mình mua về mình trồng, mình chăm sóc, mình ngắm hoa nha anh chị. Rất là đẹp, hoa rất là đẹp, cây cũng cực kỳ đẹp cho mình luôn, mà giá lại siêu mềm nữa mà còn được bao ship. Nên anh chị nào mình xem được cái video của em á, thì mình cứ vô mình xem hết những cái mẫu hoa mà em lên nè, hoặc là mình bấm vô cái bấm đăng ký kênh Hoa Lan Cách Lai Da Mỹ Hạnh, rồi mình vô xem cái tab cộng đồng á, để mình xem những cái mặt hàng mà em đăng ở trên đó, để mình tham khảo thêm, mình đặt hàng nha anh chị. Đây, hoa rất là đẹp luôn, mini màu đỏ rất là cưng, màu đỏ rất là cưng luôn nha anh chị, rất là đẹp luôn.
Đây giá chỉ có 130 ngàn thôi mà hai cây là 250. Cây này tên tiếng Anh rất là dài cho nên em cũng khó đọc lắm, mình cứ chốt là mini đỏ chùm dùm em nha. Đó, mini đỏ chùm 130 rất là cưng luôn, bộ rất là nhiều thương, rất là đẹp nha anh chị. Đó, giá chỉ 130 ngàn thôi. Mình mua hai chậu là được bao ship luôn nha. Tiếp theo lên cho anh chị một cái mini vàng lưỡi ống nè. Cây này anh chị xem là một chậu hoa, mình trồng một chậu to mà nó ra một chùm như thế này là rất là cưng luôn nha anh chị. Đó, này mình mini thì mình chơi mình trồng á, mình trồng khi mà nó ra thành cây thuần rồi á, nó thuần một cái chậu rồi, khi mà nó ra hoa nó ra một lần một chùm như thế này nè, rất là đẹp luôn. Đó, mini thì ngắm hoa thì siêu cưng luôn và rất là xiên hoa nha anh chị, mini thì cực kỳ xiên hoa luôn. Đây cây em bán cây này thì dòng mini này thì thân cao nha anh chị. Đây cái cây này về nó có hoa luôn nè, mà hoa nó cây này nó màu vàng nhưng mà nó sẽ đổi màu nha anh chị, khi gần tàn nó sẽ là màu cam. Em cho anh chị mình xem cái bông của nó. Đây cái bông của nó đây. Này nó về nó gần tàn rồi, gần tàn nó sẽ là màu cam nha anh chị. Nó cây bán là nó có hoa trong thùng như thế này, cây như thế này luôn cho anh chị mình mua mình yên tâm là cây đúng hoa đúng màu cho mình nha. Nó giá chỉ 130 ngàn thôi, mini vàng tuyền. Mình có thể chốt là mini vàng tuyền lưỡi ống giúp em nha. Cái cây này thì mình chốt là mini vàng tuyền lưỡi ống, giá là 130 ngàn thôi. Nó cây rất là cao, rất là đẹp luôn nha anh chị. Giá chỉ 130 ngàn mà mua hai chậu là mình được bao ship luôn. Có hai chậu thì giá chỉ có 250 ngàn thôi mà còn được bao ship nữa, rất là đẹp luôn nha anh chị. Mình yêu thích thì mình nhanh tay mình gọi điện qua số điện thoại này hoặc là nhắn tin qua Zalo 0933124442 của em để mình đặt hàng nha. Đó là vừa là Zalo vừa là số điện thoại của em luôn, thì mình có thể nhắn tin hoặc là mình gọi điện trực tiếp qua đó cho em luôn để em đặt hàng chốt hàng cho mình nha. Đây hôm nay có cái cây White Diamond màu trắng họng vàng. Cây này hôm trước có rất nhiều anh chị hỏi em mà em hết hàng rồi, nay em nhập về được cho anh chị mình lô cây rất là đẹp. Lô cây rất là đẹp mà giá lại siêu mềm luôn nha anh chị. Cây cực kỳ đẹp mà giá rất là mềm. Giá chỉ 130 ngàn thôi, hai chậu là bao ship cho anh chị mình luôn với giá 250 thôi. Cực kỳ đẹp luôn, đây White Diamond trắng họng vàng cực kỳ đẹp luôn. Đó, như anh chị nào mà hồi trước mình đặt em á, mà nay mình có thấy video em bán lại thì mình nhanh tay mình đặt hàng nha. Đó, White Diamond màu trắng họng vàng cực kỳ đáng yêu luôn. Giá chỉ có 130 ngàn một cây thôi nha anh chị. Đó, hôm nay về là những em nhập về lô hàng là cây giá siêu mềm luôn cho mình sưu tầm, mà hai cây lại bao ship nữa. Cho nên anh chị mình xem được cái video của em thì mình thích màu nào mình nhanh tay mình đặt hàng nha. Giá chỉ có 250 ngàn hai cây thôi mà còn được bao ship nữa. Rất là đẹp luôn. White Diamond màu trắng họng vàng. Cái cây này thì hoa vừa to vừa thơm nữa, rất là đẹp. Anh chị nào mình yêu thích thì mình nhanh tay mình đặt hàng nha. Đó, Zalo số điện thoại của em là 0933124442. Mình có thể nhắn tin qua số điện thoại Zalo đó hoặc là mình gọi điện trực tiếp cho em nha. Rồi em sẽ đặt hàng gửi hàng cho mình. Ở những cái cây mà thanh lý hoặc là giá mềm như thế này có em bán combo đó, thì em sẽ bao ship cho mình từ hai chậu nha, mình mua những cái cây như thế này rất là lợi. Hồi trước đó thì ba cây là mình mới được bao ship, thì hôm nay hai cây mình được bao ship rồi, cho nên anh chị nào mình thích dòng lan cắt lay da này thì mình thấy được cái video này của em thì mình xem á, mình cứ xem từ từ xem hết những ổ hoa em lên thì mình thích màu nào thì mình gọi điện cho em để mình đặt hàng nha. Đây tiếp theo lên cho anh chị là cây châm thông phanh si. Cây này thì thân lá và hoa đẹp từ thân lá đến hoa luôn nha anh chị. Cây này thì lá úp như thế này nè, thân lá ngắn úp, lá úp như thế này nhìn rất là cưng mà hoa rất là to. Cây thấp ngắn như thế này thôi nhưng mà hoa rất là to. Thì cái cây châm thông phanh si này thì em cũng đã làm rất là nhiều cái clip về nó rồi, thì anh chị nào mình theo dõi kênh YouTube của em thì mình sẽ biết cái cây này thì cái thân lá của nó là thân lá ngắn thấp như thế này thôi, lá tròn rất là đẹp đó. Mà em cũng có nói rất là nhiều về nó, cho nên anh chị nào mà mình yêu cái dòng lan cách lay da này thì mình có thể đăng ký kênh Hoa Lan Cách Lay Da Mỹ Hạnh của em để mình xem, mình theo dõi á, mình để mình xem những cái mặt hoa mà nở tại vườn nhà em, rồi mình đăng ký mình xem thêm những cái mẫu hoa, rồi những cái hoa nở tại vườn em quay lên thì mình thích cái màu nào thì mình có thể vô trong đó mình xem hoa nở thực tế, rồi mình có thích nó mình muốn sưu tầm thì mình liên hệ em để mình đặt hàng nha. Đây giá chỉ có 130 ngàn thôi, hôm nay giá về siêu mềm luôn mà hai cây là em bao ship với giá chỉ có 250 thôi. Ở châm thông phanh si rất là đẹp luôn nha anh chị, thân lá ngắn thấp như thế này nhìn cái chậu cây thôi rất là cưng rồi, mà hoa nè, hoa nở rất là đẹp luôn. Châm thông phanh si rất là đẹp luôn nha anh chị, giá chỉ 130 ngàn thôi, hai cây em bao ship, cho nên hôm nay mình mua hàng rất là lợi luôn nha anh chị, mua hai chậu mà được bao ship luôn mà giá chỉ có 250 thôi. Tiếp theo lên cho anh chị mình cây đích chaya delight. Đây một cái cây màu trắng lưỡi đỏ nhung nha anh chị, màu trắng lưỡi đỏ nhung, cây rất là đẹp luôn. Đây chậu cây em bán đây, ở màu trắng lưỡi đỏ nhung 130 ngàn một chậu và hai chậu là bao ship luôn nha anh chị. Hôm nay là lên cho anh chị những cây giá mềm rất là đẹp luôn, hoặc là mình có thể
vô kênh của em á, mình xem thêm những cái mặt hàng vừa rồi em bán thanh lý á, 250.000 một cặp bao ship, thì mình có thể chọn thêm những cái mẫu hoa đó để mình mix kèm thêm, mình chọn thêm để mình làm một cái combo hai cây mình bao ship nha. Nó rất là đẹp luôn. Mình cứ chọn từ combo hai cặp làm bao ship rồi, cho nên là mình mua những cái cây này rất là lợi. Giá tính ra thì giá chỉ có 125.000 một cây thôi. Nên anh chị nào mình yêu thích cái màu hoa nào thì mình cứ liên hệ em để mình đặt hàng. Zalo số điện thoại 0933124442 nha anh chị. Mình cứ nhấc máy lên mình gọi điện cho em hoặc mình nhắn tin cho em đặt hàng, cứ nhắn tin chọn màu nè, rồi màu hoa, rồi cho em địa chỉ số điện thoại là em sẽ gửi hàng cho mình nha. Đó, hôm nay giá cây rất là mềm, hoa đẹp, giá mềm mà còn được bao ship nữa. Anh chị mình xem video của em á, mình thích màu hoa nào thì mình cứ nhanh tay mình liên hệ em mình đặt hàng nha. Hoa rất là đẹp luôn. Đó, mẫu hoa nào cũng rất là đẹp đây. Hoa cây Hắc gia Lai Marisol. Cây này là cây mới tanh luôn nha anh chị. Cây này là cây mới luôn, trước giờ em chưa có hàng bán luôn. Anh chị nào mình yêu thích cái màu hoa này thì mình nhanh tay mình chốt nha. Màu hồng có hai mắt vàng. Cái như cánh là rất là đẹp luôn, rất là lạ, những phun hoa rất là lạ luôn. Đó, giá chỉ có 130.000 thôi. Anh chị mình yêu thích thì mình nhanh tay mình liên hệ em để mình đặt hàng nha. Và mình nhớ đăng ký kênh Hoa Lan Cách Ly Gia Mỹ Hạnh để mình xem thêm những cái hoa nở tại vườn. Em quay riêng từng hoa nè, mình để thể xem thêm để mình tham khảo. Rồi mình xem để mình bật thông báo thì khi em lên những cái hàng mới nè, hoặc là những cái video em bán hàng á, thì mình có thể xem để mình sưu tầm những cái mặt hoa mình yêu thích nha. Em xin chào tạm biệt và cảm ơn tất cả các anh chị ạ.